Vũ xin kính chào quý khán giả cùng với nhà nông đến với quy trình canh tác tiết kiệm vụ đông xuân 2022 kỳ thứ hai. Vâng và những lời đầu tiên thì Hoàng Vũ xin thay mặt cho ban biên tập à, kính chúc quý anh quý chú sẽ có những cái ngày tháng 11 à, thật là vui vẻ và à, hạnh phúc các bà con ha. Kính thưa bà con thì hiện nay bối cảnh giá lúa đang ở mức cao và cái đỉnh chiều của tháng 10 nó đang đi xuống. Do đó thì nhiều nơi bà con mình đang háo hức để chuẩn bị xuống giống vụ đông xuân 2023. Vâng cái tình hình về thời tiết, về thủy văn, về lượng mưa năm nay nó sẽ khác năm trước à, nó còn nhiều cái diễn biến phức tạp đó bà con do đó thì à, hoàng vũ nghĩ là à, bà con chúng ta sẽ có những cái sự chuẩn bị cần thiết để xuống giống thiệt là thành công vâng và đó chính là nội dung chính của kỳ thứ hai này hết bà con ha à, và ngay sau đây thì hoàng vũ sẽ kính mời quý khán giả kính mời quý nhà nông theo dõi những nội dung chi tiết Bà con thân mến thì cái chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với bốn nội dung các bà con ha Và cái nội dung đầu tiên sẽ là những lưu ý dành cho bà con mình trước khi chúng ta gieo xạ ấy, bà con à, Vâng bà con mình biết thì năm nay thì bà con mình nên hết sức tuân thủ cái lịch thời vụ ở địa phương các bà con Tại vì từ tháng 10 cho đến cuối tháng 12 nó tới 6 cái đỉnh chiều Và hiện nay cái đỉnh chiều cuối tháng 10 là cái đỉnh chiều thứ hai bà con à, nó đang có dấu hiệu xuống thì bà con mình sẽ có khoảng 15 ngày để bà con mình tranh thủ gieo xạ trong cái đợt này nhưng mà lỡ mình cặp gặp mình không gieo xạ được thì bà con mình phải đợi nó qua cái đỉnh chiều của tháng 11 ấy bà con tại vì cái đỉnh chiều tháng 11 thì không biết nó cao hay thấp nhưng mà theo dự báo thì nó sẽ cao hơn so với cùng kỳ các năm do đó bà con mình hết sức tuân thủ cái lịch thời vụ để chúng ta có thể gieo xạ một cách thuận lợi hơn các bà con ha rồi về khâu quản lý dịch hại trước xạ đó bà con mọi năm thì bà con mình sẽ thấy là uh, hoàng vũ lưu ý nhiều dễ con ốc mua vàng mà con và cái con ốc mua vàng năm nay thì à, quý anh quý chú mình chia sẻ là nó rất là dễ quản lý tại vì mực nước nhiều nó có nhiều thức ăn bên cạnh đó thì trời mưa lâm châm hoài cho nên rất là mát trời và những con ốc thì nó nằm phơi ở trên không à bà con chúng ta chỉ cần à, Phun một lần à, khi nước rút à, là à, có thể tiêu diệt được gần như toàn bộ bà con do đó con ốc nó sẽ xếp thứ hai vậy thì con nào à, nó sẽ xếp thứ nhất bà con thì đó chính là cái con chuột các bà con ha. Bà con mình biết đó thì cái việc mà nhiều nơi bỏ vụ thì cũng đồng nghĩa là bỏ đi những cái khâu quản lý chuột và thêm một cái yếu tố nữa đó là năm nay mùa mưa thì nó gần như nó liên tục. Do đó thì những cái quý anh chú mà thường có thói quen đi bắt chuột đồng đó bà con, bà con mình cũng hạn chế đi luôn. Do đó cái lượng chuột hiện tại thì rất nhiều. Theo chia sẻ của anh mạnh ở khu vực chi tôn thì anh à, nói mới bơm nước giật xuống một ít thôi nhưng mà qua đêm sáng ngày thì thấy những cái dấu chân chuột nó tràn lan ở trên cái đường đi của mình cũng như anh huệ ở hòn đất kiên giang thì chia sẻ chuột bây giờ thì nó sẽ dồn vô những cái bờ tràm nó sinh sống thậm chí nó leo lên trên cây tràm để nó làm tổ luôn bà con do đó thì cái khâu quản lý chuột bà con mình nên chủ động tiến hành ngay bây giờ chứ đừng có đợi khi rớt hột giống lúc đó thì có thể không kịp nó ùa ra nó tấn công nó làm hao hụt cái lượng giống chúng ta rất là nhiều và cái việc mà À, thuốc chuột đầu vụ đó bà con, à, hoàng vũ cùng anh em em biên tập mới làm cái chương trình trò chuyện cuối tuần kỳ 37, bà con mình có thể điểm qua để có thêm những cái kinh nghiệm diệt chuột các bà con ha Tuy nhiên thì à, à, bây giờ nè, à, khi mà nước đang rút thì bà con nên thuốc nó đi bà con, à, chủ động thuốc ở những cái lối đi hoặc là ở những cái à, nơi gần hang đi, cho nó hạ mặt số ở mức tối thiểu, rồi tới khi chúng ta gieo xạ mình quản lý nhẹ là cái nữa thì coi như nó an toàn thế bà con ha Vâng bà con thân mến thì à, <laughs> đó là cái khâu mà quản lý dịch hại trước khi gieo xạ và cái về cái khâu làm đất năm nay đó bà con chắc chắn là nó cũng không có cái gì cần lưu ý bà con ha hoàng vũ chỉ chia sẻ bà con là hiện nay thì nó có những cách trộn phân với diệt mầm để quản lý cái cỏ dại lúa cỏ hoặc là cái cách trộn phân đơn để coi như mình kêu là rải dùi đó trước khi gieo xạ đã được ứng dụng thành công ở khu vực lấp dò đồng tháp thì với những cách này dành cho những quý anh quý chú chúng ta thích khám phá, thích ứng dụng những cái kinh nghiệm hay sáng tạo mới thì có thể áp dụng luôn trong cái hầu làm đất các bà con ha. vâng thì đó là tất cả những gì cần lưu ý trước khi chúng ta gieo xạ và bây giờ thì hoàng vũ xin mời bà con chúng ta sẽ chuyển qua phần thứ hai. kính thưa quý nhà nông kính thưa quý khán giả thân mến những cái lưu ý trong khâu gieo xạ thì nó khá là quan trọng hết bà con bà con mình biết đó, năm nay do đôn lịch mình xạ trễ cho nên à, cái khoảng mà hạt giống nó rớt xuống đồng nó sẽ trùng với cái đợt không khí lạnh tăng cường bà con do đó hoàng vũ nghĩ là trước tiên thì trong cái khâu ngâm ủ bà con mình cũng cần lưu ý bà con mình biết đó là mình nên tính toán cái lịch ngâm ủ làm sao để mình rút giống vào buổi sáng và bà con mình phải phơi mình không nắng cho nó đủ nhiệt và mình ủ nó mới lên ngon lành hết bà con ha đặc biệt nhất là cái giống lúa nhật DS1 đó bà con với cái điều kiện nhiệt độ thấp thì nó rất là khó nảy mầm do đó cái khâu này bà con mình cũng sẽ hết sức quan tâm để lỡ nó hư một mẻ giống rất là uổng và nó dễ nảy của chúng ta đủ thứ đó bà con ha và nghe đâu là cái lúa nhật năm nay nó lại có tình trạng thiếu giống nữa có khi mình thất bại trong khâu ngâm ủ mình sẽ không có cơ hội để mình mua cái lượng giống lúa nhật à, mới để là mình làm tiếp ha bà con ha vâng thì à, kính thưa bà con trong cái khâu ngâm ủ đó à, cần thiết thì bà con mình sẽ bổ sung cái chất điều hòa sinh trưởng sản phẩm Supercast bà con. Thì Hoàng Vũ nghĩ đây sẽ là một cái sự hỗ trợ rất là đắc lực trong cái bối cảnh bà con mình gieo xạ, trong điều kiện không khí lạnh tăng cường hoặc là cái điều kiện mưa nó vẫn còn tiếp diễn trong tháng 11. Và nhắc đến mưa đó bà con, thì giai đoạn tháng 11 năm nay theo dự báo của Thạc sĩ Ngọc Điệp thì tổng lượng mưa nó sẽ tăng từ 20 đến 40%. Do đó, Hoàng Vũ xin được phép khuyến cáo bà con mình hãy tăng cái lượng giống gieo xạ lên đấy bà con ha mình có thể ngâm thêm từ 10 đến 15 phần trăm cái lượng giống đấy bà con ha để làm gì để tránh việc mưa dập nó làm hao hụt của chúng ta đi và đặc biệt là với cái mặt số mà tăng lên ở mức kiểm soát đó thì nó cũng sẽ có góp phần vào cái việc đủ số chồi trong cái vụ đông xuân năm nay thì là sớm vì dự báo thì nó sẽ có đồng đồng sớm nữa bà con cái phần này thì hoàng vũ sẽ phân tích ở phần sau nhưng mà bà con mình có thể nên tính toán mình ngâm thêm vài ký giống so với cái mẹ của năm trước các bà con ha. để mình ứng phó với cái tình hình. Và sau cái việc mà ủ giống nè. Rồi sau cái việc mà lưu ý về cái lượng giống gieo xạ thì Hoàng vũ xin tiếp tục lưu ý với bà con về cái cách gieo xạ bà con. Tại vì trong tháng 10 thì mưa nó nhiều, do đó thì có hai kỹ thuật xạ, đó là kỹ thuật xạ nước hoặc là kỹ thuật xạ ngâm thì bà con mình nên ứng dụng hay bà con ha mình dùng nước đó để mình che chắn cho cái lượng giống chúng ta trước những cái đợt mưa dập <laughs> và bà con thân mến thì à, đối với cái kỹ thuật xả nước hoặc xả ngầm thì à, quý anh quý chú đã rất là rành rồi và hoàng vũ chỉ xin lưu ý là sau khi bà con chúng ta chẹt đất xong mình nên xả bỏ cái nước bùng đó rồi mình đưa lên một cái nước thiệt là mới thiệt là trong để bà con mình xả ngầm thì giống nó sẽ lên tốt hơn và ở đây xin phép được chia ra hai trường hợp với bà con ha đối với những vùng đất thịt phù sa nhiều thì nước nó lại đục do đó khi chúng ta <laughs> xả nước xả ngầm thì khoảng một đêm hai đêm bà con mình nên có thao tác mình rút nước ra để cho cây lúa của chúng ta nó bắt được cái ánh sáng để nó tiếp tục phát triển bà con ha riêng những vùng đất phèn thì nước nó trong thì mình có thể ba đêm bốn đêm thậm chí năm đêm mình rút nước ra cũng được thì cái khoảng thời tiết nào an toàn đó, bà con mình có thể chủ động rút nước để bà con mình chăm sóc lúa ấy, bà con ha. Rồi à, trong cái khâu gieo xạ thì à, có một cái lưu ý à, nữa đó là à, khi bà con mình rút nước xong đó, à, bà con mình à, phun diệt mầm thì có thể cộng với cái super cat để giúp cho lúa mau bám rễ và nó hạn chế đi những cái rủi ro có thể xảy ra à, từ cái việc mà ảnh hưởng của cái thuốc cỏ ấy, bà con ha. Và đặc biệt nhất là những quý anh quý chú chúng ta có thói quen phun xịt thuốc cỏ hậu nảy mầm thì trong bình phun đó nhớ có cái super cat, uh, giúp cho hoàng vũ và con mình uh, mấy ngày nghe cái vụ ngộ độc xanh đó bà con mình phun thuốc cỏ hậu nảy mầm trong cái khoảng uh, không khí lạnh tăng cường nhiệt độ nó xuống thấp cây lúa chúng ta cái nó sinh trưởng chậm đi do đó những cái cơ chế giải độc của nó nó sẽ kém đi bình thường rồi mình phun vô vài ngày sau cái đọt nó xe lại tròn quay rồi khi đó thì dĩ nhiên là những cái phần cải thiện của mình sẽ rất là tốn công do đó bà con mình đưa cái super cat chung vào cái bình phun thuốc cỏ hồng để mầm thì nó vừa tăng cái hiệu quả gì cỏ và nó vừa có cái lợi cho cây lúa của chúng ta nữa hết bà con ha vâng thì đó là những cái lưu ý ở phần 2 có nghĩa là trong khâu chúng ta gieo xạ sau đây mời bà con mình sẽ lắng động ít phút để chúng ta chuyển qua phần 3 của cái chương trình ngày hôm nay Bà con thân mến thì tiếp theo sẽ mình lưu ý về cái khâu bổ sung dinh dưỡng cho ruộng lúa ấy, bà con Thì Hoàng Vũ cũng thông tin cho bà con mình một cái thông tin vui Đó là qua những cuộc gặp gỡ về những chuyên gia nông nghiệp Thì các thầy đều nhận định rằng năm nay sẽ là một năm nhẹ phân, bệnh nhiều nhưng mà lúa lại rất là trúng đó bà con ha Thì giờ mình đang nói về dinh dưỡng thì mình phân tích về cái khía cạnh nhẹ phân Bà con mình cũng biết rồi thì cái lượng nước nó về nhiều nó mang theo phù sa nhiều thì nó chắc chắn nó sẽ làm cho cái vụ đông xuân sắp tới nó nhẹ phân bên cạnh đó thì cái thời gian nghỉ vụ dài đó bà con cái đất của chúng ta nó sẽ được phục hồi nó về cái lý nè về cái quá nè về cái đặc tính sinh học của đất đó bà con nha mình thấy cục đất vậy nó vậy chứ nó cũng phải cần được nghỉ ngơi đó bà con để nó phục hồi thì bà vũ nghĩ là với hai yếu tố thứ nhất về dinh dưỡng thứ hai là cái quá trình phục hồi của cái nền đất thì chắc chắn là khi bà con xả xuống nó sẽ rất là nhẹ phân và cái việc nhẹ phân này nó mới dẫn đến lưu ý trong cái khâu bón phân <laughs> năm nay thì uh, đầu vụ mà quý anh quý chú mình ra đại lý mua phân đó thì mình lấy ít lại bà con á uh. giả sử năm trước mình lấy 10 bao ure thì năm nay lấy cỡ 7 bao thôi mình sẽ giảm cái lượng đạm và bà con mình sẽ tăng cái lượng kali lên chút đỉnh đó uh, bà con ha uh. còn riêng về cái uh, lượng lân thì uh, đã có cái Agigon 620 nó hỗ trợ cho bà con mình tiết kiệm về À, cái phần Db rồi, các bà con ha. do đó thì hoàng vũ uh, hy vọng là năm nay ứng với cái quy trình uh, uh, tiết kiệm phân bón, ứng với những cái điều kiện thực tế thì sẽ tạo ra được một vụ đông xuân 2023 với cái mức tiết kiệm phân kỷ lục luôn, các bà con ha. vâng, thì bà con thân mến thì uh, đó là cái vấn đề trong cái khâu uh, tiết kiệm phân. còn một vấn đề nữa đó là trong khâu rải phân, bà con. trong khâu rải phân thì uh, uh, các thầy cũng khuyến cáo với anh với chú mình à nên rải sớm hơn bình thường à, đôi ba ngày hết bà con ha để giúp cho cây lúa chúng ta có thể nhảy chồi sớm để giúp cho cây lúa của chúng ta có khoảng thời gian à, hình thành cái chồi hữu hiệu đủ để ngăn ngừa trường hợp mà lúa có đồng đồng sớm thì coi như ruộng lúa cũng đã đủ được cái số chồi trên mét vuông để tạo năng sức các bà con ha hoàng vũ thấy là à, đây là một cái lưu ý rất là quan trọng mặc dù nó nhỏ nhưng mà nó cực kỳ quan trọng do đó bà con mình hãy nhớ rồi, cho cây lúa ăn sớm hơn à, thời gian mà những cái vụ mùa khác các bà con ha giả sử à, cử phân đợt hai mỗi năm 20 22 ngày mình bón thì bây giờ 16 17 ngày bà con mình xuống được rồi á bà con ha <laughs> vâng thì à, trong cái khâu bón phân này á bà con thì à, hoàng vũ xin mở rộng thêm một chút xíu về cái khâu quản lý nước thì à, à, nếu như bà con mình xạ trong cái lối tháng 11 dương lịch này thì nó cũng phải còn dướng ít nhất là hai đỉnh chiều ở giai đoạn để nhánh cái đỉnh chiều cuối tháng 11 và cái đỉnh chiều giữa tháng 12 hai bà con ha do đó thì bà con mình biết đó nên xả nước ra chủ động ở những khoảng chiều xuống hết bà con ha <laughs> hiện nay thì những cái trà lúa đông xương sớm mà con mình thấy đó <laughs> tới khi giai đoạn làm đồng cây lúa có nhiều nơi nó cao 7 tấc thậm chí 8 tấc lận do cái giai đoạn để nhánh trước nó ngập nước và mình đã thấy quý anh quý chú trước đó nó gặp sự cố này rồi thì tới cái đồng xuân chính vụ của chúng ta thì nên chủ động tháo bỏ nước ruộng ở những khoảng thời gian cần thiết các bà con ha chứ đừng đợi nước giật theo chiều cường mình tháo ra mình chỉ thấy là cái đỉnh chiều xuống thì bà con mình có thể hỗ trợ chút tiền dầu để mình chủ động bơm ra và khi bà con bơm ra rồi à, nếu mà trùng với các cử phân thì mình có thể tích hợp à, rải phân cho nền ruộng ẩm các bà con ha để tạo thêm một cái bộ rễ bàn cho cây lúa cũng như là mình hạn chế bớt cái chiều cao của cây lúa đi. vâng thì đó là à, những cái lưu ý à, trong cái phần bổ sung dinh dưỡng cho cái ruộng lúa đông sương 2023 năm nay. bà con thân mến ở cái phần cuối cùng này mình sẽ lưu ý về cái dịch hại tổng quát trong vụ đông Xuân bà con. bà con biết là mặc dù cái lượng giống chúng ta chưa rớt xuống đồng nhưng mà cũng nên lắng nghe về cái tình hình dịch hại được dự báo và Hoàng Vũ với bà con mình sẽ cùng phân tích tại sao mà uh, các thầy lại nhận định là uh, bệnh nó gia tăng bà con Khi chúng ta đôn lịch xạ lên trễ một chút thì cái lối uh, lúa chúng ta để nhánh nó sẽ trùng với tiết Noel thậm chí nhiều trà thì nó lố qua cái tháng 1 của năm 2023 thì bà con thấy là trùng với cái tiết Tiểu Hàng nè trùng với cái tiết Đại Hàng, do đó thì bệnh đạo ôn chắc chắn nó sẽ có xu hướng gia tăng rất là mạnh Vâng và với cái bệnh đầu ôn này thì Hoàng Vũ nghĩ là cái việc ứng dụng Agon 620 của bà con mình vào các lần phân đó bà con Nó sẽ có tác dụng là nó giúp cho cây lúa chúng ta kiểm soát được cái lượng đạm thừa hình thành tính kích kháng Từ đó thì cây lúa chúng ta sẽ được kháng bệnh và sẽ giúp cho bà con mình hạn chế được cái tiền để phun xịt thuốc bệnh đó bà con ha Một cái hiệu quả rất là hay vâng và bên cạnh cái bệnh đậu ôn đó thì mình nói xa hơn vào giai đoạn làm đồng chỗ đến chính thì bà con mình sẽ hết sức lưu ý cái đối tượng đó là bệnh vàng lá chín sớm chắc chắn là nó sẽ gia tăng trong cái điều kiện năm nay vâng và với cái đậu ôn nặng cũng như là <laughs> à, bệnh vàng lá chín sớm đó bà con thì trong cái tài liệu mà hoàng vũ có gửi cho bà con qua zalo đó cũng có những cách dập những cái dịch này luôn và cái phần đó thì nó nằm ở những cái trang đầu đó bà con chúng ta nếu mà quên thì à, có thể À, mình mở ra mình coi lại rất là dễ bà con ha vâng và bên cạnh hai cái đối tượng bệnh hại mà được lưu ý thì à, các nhà khoa học cũng có đề cập đến một cái loại côn trùng bà con mình cần quan tâm đó chính là cái con mũi hành mà con thì bà con mình thấy cái điều kiện xe xe lạnh thì rất là thích hợp cho mũi hành phát triển và nhắc đến mũi hành thì chắc chắn <laughs> những nhà nông ở khu vực thọ sơn nè rồi ở chi tôn cũng như ở châu thành của an giang à, năm trước đã trải qua một cái À, nàng mũi hành rất là khủng khiếp các bà con ha Vâng và với tình hình mũi hành năm nay thì mình nghe như vậy thì mình sẽ có những cái bước uh, chuẩn bị để mình quản lý uh, Mình tính ngày gieo xạ rồi mình tính theo chăn theo công thức mà Hoàng Vũ chỉ cho bà con Và cái vấn đề này thì bà con mình cũng an tâm tại vì hiện nay thì Hoàng Vũ cùng anh em uh, kỹ thuật cũng đã có rất là nhiều cái điểm uh, bẫy đèn ở khắp nơi do đó khi nào mà con mũi hành vào đèn ở mặt số cao thì uh, Hoàng Vũ cùng anh em sẽ thông tin ngay cho bà con mình nha bà con ha Vâng thì đó là toàn bộ những cái phần à, lưu ý à, trong cái khâu gieo xạ vụ đông xuân 2023 và sau đây là xin mời bà con chuyển qua phần kết của chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý nhà nông cùng quý khán giả thân mến thì à, với cái à, chuỗi video clip về canh tác tiết kiệm đông xuân 2023, chúng ta đã đi được hai kỳ hết bà con ha. Kỳ đầu tiên thì à, bà con biết được thời tiết nè, thủy văn, lượng mưa, xâm nhập mặn của cả vụ đông xuân rồi với kỳ này thì mình sẽ có những lưu ý trước khi gieo xạ, trong khi gieo xạ, rồi cách bổ sung dinh dưỡng cũng như những lưu ý dịch hại thì bà con mình thấy đó, coi như cái bức tranh về vụ đông xuân 2023 nó sẽ dần dần được nó sáng tỏ hơn các bà con ha. Vâng và ở kỳ tiếp theo thì sẽ là những giải pháp cụ thể để chăm sóc lúa từ lúc gieo xạ cho đến cái cử phần đợt 1 và chắc chắn nó sẽ có nhiều điều mới mẻ để mang đến cho bà con mình. Hoàng Vũ rất là mong được quý anh quý chú mình đón xem và xin À, nhắn đến quý anh quý chú mình à, chưa có nhận tài liệu đó thì liên hệ với zalo 0939 789 971 để bà con mình nhận ấy, bà con ha rồi thì à, cuối lời à, xin được cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi à, chúc quý anh quý chú được thật nhiều sức khỏe hoàng vũ xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.